Các Hồng Y Müller và Sonborn cảnh báo, việc phong chức cho phụ nữ là không thể. Ngay sau khi Đức Thánh Cha Francisco phản đối khả năng phong chức phó tế cho nữ, hai vị Hồng Y nói tiếng Đức đã công khai nói rằng chỉ nam giới mới được thụ phong linh mục. Phụ nữ không thể được mời đến chức vụ này, Đức Hồng Y Gerhard Lewis Müller nói với cổng thông tin catch.ch của Thụy Sĩ vào ngày 7 tháng 6. Linh mục đại diện cho Chúa Kitô trong tư cách đàn ông của Ngài. Đức Hồng Y người Đức, người giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin từ năm 2012 đến năm 2017, đã nhấn mạnh nền tảng thần học và giáo lý của quan điểm này, đồng thời nói rằng việc cấm phụ nữ thụ phong linh mục đã ăn sâu vào chính bí tích. Đức Hồng Y Müller, người dạy thần học tín lý tại Đại học Ludwig Maximilian ở Munich, đã nhấn mạnh sự bình đẳng cơ bản của tất cả mọi người trong mối quan hệ cá nhân của họ với Thiên Chúa, dù là nam hay nữ. Theo CNA Deutsch, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA, Ngài nhấn mạnh rằng cũng giống như một người đàn ông không thể trở thành mẹ và một người phụ nữ không thể trở thành cha, chỉ có đàn ông mới được kêu gọi làm linh mục. Ơn gọi đến từ Thiên Chúa, người ta sẽ phải phàn nàn với chính Thiên Chúa rằng Ngài đã tạo dựng nên con người có nam có nữ. Nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Francisco về bản chất của giáo hội ở Querida, Amazonia, Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng giáo hội không thể được đại diện bởi một người đàn ông vì giáo hội là nữ và Đức Maria Mẹ Thiên Chúa là nguyên mẫu của giáo hội. Chính trong bản chất của bí tích mà chỉ có một người đàn ông mới có thể đại diện cho Chúa Kitô trong mối quan hệ với giáo hội. Những tuyên bố của vị giám mục người Đức được tiếp nối bởi những tuyên bố của Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Tổng giám mục Vienna, CNA Deutsch đưa tin. Trong một bài giảng tại Đại học Công giáo IT ở Áo vào ngày 1 tháng 6, Đức Hồng Y Sonborn cho biết, Ngài tin tưởng sâu sắc rằng giáo hội không thể và không được thay đổi điều này, bởi vì giáo hội phải giữ gìn mầu nhiệm phụ nữ hiện diện một cách thuần khiết. Tất cả chúng ta đều được sinh ra bởi một người phụ nữ. Điều này sẽ luôn được phản ảnh trong mầu nhiệm của giáo hội. Giống như Đức Hồng Y Müller, Đức Hồng Y Sonborn khẳng định lời dạy của Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị rằng việc truyền chức cho phụ nữ sẽ vi phạm nguyên tắc cơ bản của giáo hội học. Năm 1994, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trích dẫn giáo huấn truyền thống của giáo hội đã tuyên bố trong tông thư Ordinatio Sacerdotalis. Vì vậy, để loại bỏ mọi nghi ngờ liên quan đến một vấn đề có tầm quan trọng lớn lao, một vấn đề liên quan đến chính hiến chế thiêng liêng của giáo hội, nhân danh thừa tác vụ củng cố anh em của tôi tuyên bố rằng giáo hội không có thẩm quyền nào để truyền chức linh mục cho phụ nữ, và phán quyết này phải được tất cả các tín hữu của giáo hội tuân giữ một cách chung cuộc. Tại Đức, hàng chục phụ nữ Đức đã tham gia một khóa đào tạo mở rộng có tên gọi là Sứ vụ lãnh đạo phó tế dành cho phụ nữ, kết thúc hôm 30 tháng 4 tại Speyer. Theo những người tổ chức Ngày Nữ Phó Tế tại Đức, các sinh viên tốt nghiệp có thể được phong chức phó tế vào Chủ nhật 5 tháng 5 nếu giáo hội cho phép. Họ là những phụ nữ có chuyên môn và trình độ cao. Thất vọng trước quyết định cuối cùng không được thụ phong phó tế, họ đã tham gia vào một sự kiện công kích giáo hội tại nhà thờ chính tòa Speyer vào chiều thứ Ba 30 tháng 4. Khác với những gì đã được báo chí tường thuật là một thánh lễ do phụ nữ cử hành từ đầu đến cuối, đó cùng lắm chỉ là một buổi phụng vụ lời Chúa. Gọi đó là một buổi phụng vụ lời Chúa có lẽ cũng không đúng. Đó chính xác là một cuộc biểu tình trên cung thánh, trong đó 7 phụ nữ và một thím hề công kích điều mà họ gọi là truyền thống trọng nam khinh nữ của giáo hội khi chỉ truyền chức thánh cho nam giới. Nhiều quan sát viên Âu lo rằng đường lối hiện nay của Hội đồng Giám mục Đức và Ủy ban Trung ương Công giáo Đức sẽ khiến làn sóng rời bỏ giáo hội công giáo ngày càng tăng phi mã. Thật thế, thay vì truyền giáo, họ công khai chỉ trích các giáo huấn và truyền thống của giáo hội
để biện minh cho nhu cầu phải làm cách mạng trong giáo hội theo chương trình nghị sự của họ. Việc công khai chỉ trích giáo hội như thế làm nản lòng những ai đang muốn tìm đến với giáo hội và cả những tín hữu trong lòng giáo hội. Hội đồng Giáo mục Đức và Ủy ban Trung ương Công giáo Đức cũng tạo ra những kỳ vọng không hợp lý mà chắc chắn sẽ sớm trở thành thất vọng. Những người vừa tốt nghiệp khóa đào tạo phó tế nữ là một thí dụ. Những người ấy không rời bỏ giáo hội thì cũng mang trong lòng những tình cảm cay đắng thay vì yêu mến giáo hội.